Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hơn 20 năm qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có mức tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình 13% một năm, từ hơn 600 triệu đô la Mỹ lên gần 9 tỷ đô la Mỹ. Những con số này đã là minh chứng cho những đóng góp tích cực của ngành vào phát triển kinh tế đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đã mở ra nhiều cơ hội cho hàng thủy sản Việt Nam. Với 11 nước tham gia CPTPP, thủy sản Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu sang 10 thị trường, vốn đang chiếm 25% tổng sản lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, vì hầu hết được cắt giảm thuế về 0%. Tại một số thị trường lớn như Nhật Bản, cơ hội xuất khẩu thấy rõ khi hầu hết các sản phẩm chế biến đang chịu thuế cơ bản từ 4,8 đến 10,5% được giảm ngay về 0%, trừ sản phẩm từ cá trích, cá thu, lộ trình 6 năm và sản phẩm gạo có lộ trình 11 năm. Sản phẩm có mã HS03 bao gồm cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá ngừ albacore, cá hồi, cá trích, cá thu, cá cơm có lộ trình giảm thuế từ 6 đến 11 năm. Tại các thị trường khác trong CPTPP, trừ mặt hàng cá ngừ và một số cá biển sẽ phải có lộ trình giảm thuế từ 6 đến 11 năm, còn đối với tôm, cá tra và các sản phẩm khác, hầu như được giảm thuế xuất khẩu về 0%. Các nước này đang chiếm 31% xuất khẩu tôm, 15% cá tra và 31% xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Ngoài ra, tham gia CPTPP phải kể đến cơ hội đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu từ việc gia tăng nhập khẩu từ các nước để sản xuất chế biến xuất khẩu và gia công nhờ thuế nhập khẩu giảm hoặc về 0%. Bởi vì nếu mà sự thay đổi đấy chậm hoặc là không đầy đủ hoặc là theo một cái cách thức mà nó lại không mang lại hết được cái thuận lợi cho doanh nghiệp Việt thì doanh nghiệp Việt cũng sẽ không thể có được tối đa hóa những cái thuận lợi tạm gọi là năng lực cạnh tranh. Thì bởi vì ngoài cái năng lực cạnh tranh liên quan đến vấn đề về thuế, về đưa hàng hóa đầu tư ra các nước trong khu vực CPTPP thì ngược lại cũng có những hàng hóa mà tương tự có thể cạnh tranh với chúng ta về Việt Nam. Đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng bên cạnh chuyện thuế thì thay đổi một số những quy định trong cái môi trường kinh doanh liên quan đến vấn đề với các quy định pháp luật hiện hành theo cam kết cũng là một cái mà cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ cam kết là cùng đồng hành với chính phủ, với các bộ liên quan. Mặc dù cơ hội từ CPTPP là vậy, nhưng thách thức cũng không phải ít đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thách thức thấy rất rõ ở mặt hàng thủy sản, mặt hàng chủ lực và cũng là lợi thế của nước ta do những hạn chế, yếu kém nội tại về sản xuất nhỏ, phân tán. Mặc dù đã được khắc phục nhiều, nhưng chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Do đó, chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của thị trường. Những quy định tiêu chuẩn tại các thị trường nhập khẩu rất cao, như quy định kỹ thuật để bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Các quy định mới về kiểm nghiệm, kiểm dịch và thực hiện kiểm tra chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm khiến hàng thủy sản của Việt Nam chưa dễ vượt qua. Cái thích ứng của các doanh nghiệp Việt Nam theo cái nội dung của hiệp định này thì nó còn hơi chậm. Bởi lẽ là cùng với không phải là chỉ có cái Việt Nam tham gia cái này mà các cái nước mà tới 11 nước hiện nay tham gia thì trong một nước mà đúng là nếu như mà Mỹ họ không rút cái nuôi khỏi hiệp định này thì nó là cái việc mà tham gia vào cái cung ứng cho cái hiệp định này của thủy sản nói chung và của các người nói riêng nó thuận lợi hơn, vì thực ra hiện nay là ở Việt Nam là xuất khẩu sang Mỹ tới 40% là cái sản phẩm về các người chiếm 40% đấy, thế cho nên là nó cũng nằm một cái hạn chế nhất định trong hiệp định, nhưng tôi nghĩ tương lai là Việt Nam sẽ thích ứng dần với cái hiệp định này. Thực tế là vấn đề là cái hiệp định đó thì Khánh Hòa phải vẫn tham gia và xuất khẩu hàng hóa nó ổn định. Là dĩ nhiên nó cũng có những cái tồn tại nó vướng mắc, nhưng đó là liên quan về vấn đề chất lượng, về cái truy xuất nguồn gốc thì là Khánh Hòa chúng tôi đã triển khai tốt chống cái khai thác bất hợp pháp IUU. Bộ Công Thương cho rằng
Giải pháp chung để vượt qua thách thức là thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo nguồn hàng có chất lượng cho xuất khẩu và đáp ứng tiêu chí xuất xứ để được hưởng ưu đãi. Trước tiên, chú trọng vào thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là tăng cường kiểm soát nguồn cung và định hướng sản xuất gắn với tín hiệu thị trường, từng bước nâng cao và ổn định chất lượng nông sản, thủy sản xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông thủy sản thông qua các biện pháp quản lý theo hệ thống từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến xuất khẩu như GAP, COC, HACCP, rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp theo hướng hài hòa với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của nước nhập khẩu, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh làm mất uy tín nông lâm thủy sản Việt Nam. Bên cạnh các cái thuận lợi, những cái cú hích để tạo cho các doanh nghiệp chúng ta tăng cường cái thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU và các thị trường CPTPP, thì bên cạnh đó thì cũng có một số cái yếu tố mà theo chúng tôi các doanh nghiệp ta cần phải quan tâm hơn để chúng ta ngày càng tăng trưởng cái kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này. Đó, thứ nhất là chúng ta cần phải tăng cường tìm hiểu và nắm bắt các cái thông tin của các cái hiệp định mà chúng ta đã ký kết, cũng như thế là các doanh nghiệp thường xuyên có cái truy cập vào trang web của Bộ Công Thương để tìm hiểu, nắm bắt được cơ hội thị trường trên các bảng tin của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp chúng ta cần thúc đẩy cái liên kết theo chuỗi để tạo các cái vùng sản xuất để đảm bảo cái đủ nguồn hàng, đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu sang các khu vực thị trường. Theo Bộ Công Thương, để tận dụng được lợi thế từ CPTPP cũng như tránh những rủi ro, hạn chế, những bất lợi do những thách thức mang lại, trước hết các doanh nghiệp thủy sản cần nắm bắt và áp dụng linh hoạt, trung thực quy tắc xuất xứ của hiệp định, tìm kiếm và phát triển nguồn nguyên liệu trong nước và các đối tác của hiệp định này, tận dụng tối đa ưu đãi về thuế quan vì hiện nay tỷ lệ tận dụng chưa cao, đặc biệt chú trọng thực hiện và đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về lao động và môi trường, các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác, chú trọng liên kết chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng, kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm. Cần chủ động tìm hướng hợp tác với các đối tác nước ngoài, đổi mới công nghệ, tham gia vào dây chuyền cung ứng toàn cầu.